Hello anh em nhé. Mày tiếp tục chuyển hàng cho anh em này. Hôm nay chuyển con đuổi 456 này cho anh Quang này, Bình Phước này, 440 con chía khét này cho anh Hoàng ở Vũng Tàu này. Và anh Nguyên Thanh con 447 Xuân Lộc Đồng Nai. Hello anh em nhé. Nửa đêm rồi phải đóng hàng rồi. Kịp sáng sớm mai chuyển hàng cho anh em đây. Hôm nay em chuyển cặp bội đây, 445 này, con này con đầu đàn này, con đầu đàn tranh đấu này em gửi cho bác Quang này. Đó. 433 chim hèn cá một cây hết rồi, còn 433 này em gửi cho bác Nguyễn Việt Đức này, Hoàng Mai Nghệ An đây. Anh em chuyển tiền đóng hàng luôn và ngay để cho anh em đây. Hiện tại em còn vài con bụi tố chất ok nhé anh em nhé. Anh em mà cần thì cứ nhắn tin Zalo cho mình. Cảm ơn anh em đã xem video nhé. Bây giờ chuẩn bị đóng hàng đây. Chim cám nước hoa quả đầy đủ cho chim ăn 2-3 ngày trong hộp luôn, thoải mái luôn. Thế anh em nhé.